Hello, xin chào các bạn, mình là Linh Ngân đi đây. Và nếu như các bạn chơi tiểu yêu tầm đạo bị hết đảo ấy, thì nhớ xem hết cái video này nha. Mình sẽ chỉ cho các bạn những cách để có thể là kiếm được đảo, cũng như làm thế nào để có thể là tiêu xài đảo một cách hợp lý. Ok, thì đầu tiên trước khi muốn kiếm ra đảo thì các bạn phải học cách tiết kiệm đảo cái đã. Thì các bạn có thể nhìn thấy là cái cây tiên thụ của mình ấy, thì mỗi một lần mà chúng ta nâng cấp lên thì nó sẽ tốn thời gian để chờ. Ví dụ như mình để nâng cấp được cây tiên thụ này từ cấp 9 lên cấp 10 thì mình sẽ cần một ngày 14 giờ. Và trong một ngày 14 giờ đấy, cho khi mà mình nâng cấp được lên cái tiên thụ cấp 10 thì mình sẽ án binh bất động và sẽ không sử dụng đào hoang phí. Và bây giờ thì cái dòng nhiệm vụ nó lại tiếp tục bắt đầu rồi, thì mình hoàn toàn là có thể cài đặt được rồi. Thì cứ mỗi một lần xong nhiệm vụ cái là các bạn phải nhanh tay ấn luôn. Khi mà chúng ta ra cái nhiệm vụ đó chính là khiêu chiến đấu pháp thì chúng ta phải ngay lập tức tắt tự động đi và làm xong cái nhiệm vụ đấu pháp thì chúng ta mới có thể là quay lại ấn tự động, thì lúc đấy nó mới tiết kiệm được đào. Nếu không là nó sẽ lãng phí đào nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với top 11 cách để chúng ta có thể kiếm đào các bạn nha. Top 11, các bạn nhìn thấy con cóc ở đây không? Nhiều bạn thì cứ tưởng con cóc này nó để trang trí ở gốc cây thôi, nhưng mà không phải nha. Khi mà chúng ta ấn vào con cóc này là hoàn toàn có thể sở hữu được thêm 10 quả đào các bạn nhé. Và một ngày chúng ta sẽ có thể là xuất hiện con cóc này 4-5 lần. Đó, thì sau khi xem xong video quảng cáo là mình đã có 10 quả đào cũng như là 30 cái tiên ngọc, thì các bạn đừng có lười nha. Một ngày chúng ta có thể kiếm được 50 quả đào cũng như là 150 tiên ngọc. Và các bạn nhân lên đi, 10 ngày chúng ta có 500 quả đào và 1.500 tiên ngọc. Và theo một vài tin đồn thì con cóc đấy nó còn làm giảm cái tỷ lệ xuất hiện trang bị xịn nữa. Thế cho nên các bạn lưu ý cứ xuất hiện con cóc là các bạn ấn vào xem video quảng cáo luôn đi. Cái này thì mình chưa xác thực được, nhưng mà chủ yếu là kiếm đào cũng như là tiên ngọc là chủ yếu các bạn nha. Top 10 đó chính là chúng ta mua ở trong phần tiệm bang các bạn ơi. Trong phần bang hội của mình thì hoàn toàn là có thể mua được đào. Và các bạn lưu ý là cứ tích lũy đủ 1.800 để chúng ta có thể mua 100 quả đào thì nó sẽ lời hơn rất nhiều. So với việc các bạn tích lũy 1.000 cái, các bạn thấy thiếu cái các bạn lại mua 50 quả đào thì chẳng phải là các bạn đã lỗ đi 200 rồi hay sao? Trong trường hợp mà các bạn có 2.800 thì các bạn có nên mua 150 quả đào hay không? Thì câu trả lời vẫn là không nha các bạn ơi. Các bạn chỉ mua 1.800 thôi, còn 1.800 lại tích lũy lại. Sang ngày hôm sau chúng ta có 800 thì chúng ta lại tiếp tục là mua 1.800 để được 100 quả đào. Chính vì vậy có một cái lưu ý trong phần bang hội là các bạn phải vào một cái bang nào đó càng sớm càng tốt và nó cực kỳ là nhộn nhịp. Đặc biệt là các bạn hãy cùng đổi tên bang nha, chứ đừng như bang hội của mình đây. Rất ít người đổi tên giống nhau thì thành ra là không nhận full được hết những phần thưởng. Chỉ cần 20 người trong bang đổi tên giống nhau hai ký tự đầu thôi là chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu được thêm 200 tiên ngọc cũng như là 50 quả đào nữa rồi. Ê mà các bạn đấy không biết nên là chúng ta sẽ bị thọt mất 50 quả đào. Nhớ đâu trong 50 quả đào đấy chúng ta lại chém ra một cái trang bị gì đó cực kỳ là xịn xò thì sao? Thế cho nên là các bạn đừng bỏ lỡ bất kỳ những cái hạng mục nào có thể kiếm được đào các bạn nhé. Đã là nông dân thì phải tiết kiệm, chơi cho bằng sạch. Top 9 đó chính là ở trong phần mạo hiểm các bạn ạ. Trong phần mạo hiểm thì khi chúng ta đi vượt ải sẽ được đào thôi. Nhưng mà tất nhiên cách này nó sẽ không quá tối ưu bởi vì là sẽ có những ải mà chúng ta bị kẹt. Thì ở đây có một cái lưu ý để cho chúng ta có thể đi vượt ải nó dễ dàng hơn là các bạn hãy click vào cái thông tin yêu thú. Ở trong này nó sẽ có những cái chỉ số liên quan đến con thú đó. Ví dụ như là phản công đúng không? Thì các bạn sẽ đeo một cái vật cưỡi. Đấy, kháng phản công là ok la luôn. Top 8 ở trong phần khiêu chiến. Và chúng ta sẽ cùng nhau vào phần dị thú xâm lược nha các bạn. Ở đây thì chúng ta có 5 lượt khiêu chiến con boss này mỗi ngày nha. Và khi mà chúng ta khiêu chiến đó thì mỗi một lượt chúng ta sẽ có tỷ lệ xuất hiện ra những cái vật phẩm rơi ở đây. Xác suất chúng ta nhận được đào khá là cao. Top 7 thì ở trong phần sự kiện điểm danh nha các bạn. Ngay ở phần sự kiện điểm danh 7 ngày đây thôi là chúng ta cũng nhận được rất là nhiều đào rồi. Đặc biệt là ngày thứ 7 trong 7 ngày đầu tiên là chúng ta có 300 đào. Ngày 6 là chúng ta có 100 đào. Và 2 ngày đầu tiên chúng ta cũng có rất nhiều đào. Top 6 đó chính là trong cái sự kiện vui mở server. Thì cái này cũng trong 7 ngày đầu tiên thôi. Chúng ta hoàn toàn là có thể kiếm đào khi mà đạt đủ 2.000 điểm hoạt động nha. Chịu khó làm những cái nhiệm vụ ở đây này các bạn. Đấy, cứ follow từ những nhiệm vụ ở đây là chúng ta sẽ có điểm tích lũy. Rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang phần đổi. Và đổi full lấy đào này, cộng thêm cái mốc đầu tiên 2.000 điểm này là chúng ta đã có đào rồi. Tiếp theo tiên duyên cũng tương tự là đạt những cái nhiệm vụ. Rồi thì có điểm tiên duyên tích lũy được, cộng thêm với cả 5 quả đào mỗi một nhiệm vụ hoàn thành. Tức là mỗi một ngày chúng ta có 12 nhiệm vụ. Nếu như chúng ta hoàn thành đủ 12 nhiệm vụ đấy thì chúng ta sẽ có 60 quả đào, cộng thêm là điểm ở bên này để tích lũy nhận được thêm đào nha các bạn. Đây, không nạp thì cứ chơi những cái cột mốc cùi cùi bên này thôi, vẫn có đào bình thường. Nhưng có một số những cái nhiệm vụ đây mình muốn lưu ý với các bạn. Ví dụ như là nhiệm vụ tăng cấp linh thú, các bạn sẽ để ý cái điểm ở đây này.
mà không đủ để nâng cấp cho con linh thú chính của các bạn 3 lần thì các bạn cứ nâng cấp vào con thú cùi bắp này 3 lần, 1, 2 và 3 để làm đúng cái nhiệm vụ đấy thôi, là chúng ta đã có điểm để tích lũy rồi, có 5 quả đào cực kỳ là đơn giản nha. Cái nhiệm vụ khiêu chiến ải này thì chúng ta cứ khiêu chiến, thua cũng được, cứ khiêu chiến đủ số lần là ok nha. Top 5 đó chính là ở trong phần động phủ này. Rồi thì tiên hữu. Tiên hữu thì ở đây bước sang phần du ngoạn là chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được đào này. Đó các bạn thấy không? Khá đào đấy, tỷ lệ rơi ra đào rất cao nha các bạn. Để mình đi hết 13 cái ải này xem được bao nhiêu quả đào nha. 20 giờ này, 30 này. Rồi. 40 này, các bạn thấy nhiều chưa? Ồ, không có này, mình chỉ mong ra đào ở đây thôi. Mỗi một ngày thì chúng ta có full 13 lần mắc nhé. 50 này. Ok, chưa có này. Ô mén, còn 3 lần. Chíu, 60 này. Vâng, 70 này. Lần tiếp theo. Ồ, 70 quả đào ở trong này nha các bạn. Thì cứ 30 phút chúng ta sẽ hồi một điểm thể lực. Tức là để có được 13 điểm, đây là tối đa. Thì chúng ta sẽ cần 390 phút. Thì nó tương đương với cả 6 tiếng rưỡi hay 7 tiếng rưỡi gì đó. Thì các bạn cứ căn giờ khoảng 7-8 tiếng lại vào game một lần là chúng ta sẽ đầy 13 lần du ngoạn. Thì chúng ta ấn vào đây thôi, sẽ kiếm được khá đào đấy các bạn. Một ngày kiếm được hơn 100 quả đào ở đây là cực kỳ easy mà. Top 4 thì chúng ta bước luôn sang phần tiên hữu. Tiên hữu thì chúng ta có thể cũng kiếm được đào trong phần tỉ thí nha các bạn. Đây, khi sở hữu một em tiên hữu thì chúng ta có thể là khiêu chiến và nhận được đào nha các bạn ơi. Nhưng mà cách kiếm đào này thì nó cũng hơi ít đấy, bởi vì là sẽ phụ thuộc vào số lượng tiên hữu của các bạn. Tiên hữu của các bạn càng nhiều thì chúng ta có thể kiếm được càng nhiều đào. Với cả là nó chỉ khiêu chiến được một lần thôi, nhận được thưởng một lần duy nhất. Thế cho nên là nó cũng không quá tối ưu. Thì thôi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với top 3 luôn nha các bạn ơi. Đó chính là ở trong phần phúc địa nha. Phúc địa thì cũng nằm ở động phủ này. À, phúc địa này thì các bạn nên sở hữu cho mình 2 đến 3 con chuột để có thể là đi ăn trộm đào. Đấy, đào nhà mình cũng được, hoặc đào nhà bạn bè cũng được. Miễn sao quả đào đấy level nó cao, cứ tầm level 3 trở lên là mình múc thôi. Các bạn cũng lưu ý cái điểm thể lực của con chuột, làm thế nào để vắt kiệt nó đi, tối ưu hóa cái lượng đào có thể nhận được mỗi ngày nha các bạn ơi. Top 2, đó chính là một cách nữa mà hiếm các bạn để ý, đặc biệt là các bạn tân thủ ở trong phần avatar này. Rồi chúng ta vào phần tiên cư này. Nhưng mà cách này thì chúng ta cũng nhận được có mỗi một lần thôi các bạn ơi. Ví dụ như là mình có một cái ải ở đây nha. Đấy, thực hiện cái thử thách. Đấy thì mình đã nhận được 50 quả đào đây rồi, cho nên là mình không nhận được nữa này. Tiếp theo có một số những cái hoạt động khác nữa. Ví dụ như là thoát khỏi nguy hiểm này. Ải 1 này. Đó. Thoát khỏi nguy hiểm, ok luôn. Như vậy là mình nhận thêm 50 quả đào này. Ải sau này, mình lại tiếp tục, đó chính là thoát khỏi nguy hiểm một lần nữa. Rồi, ok. Đây, cho hai này xuống. Rồi, thế là mình lại nhận được thêm 50 quả đào nữa. Và có 3 ải thôi. 3 ải thì, đây, tiếp tục. Tiếp tục nha. Ok, cho cái này đi luôn. Đó, như vậy là mình lại tiếp tục nhận được thêm 50 quả đào nữa. Là tổng cộng 150 quả đào nha. Khá đào đấy, chứ không phải là ít đâu. Hay là trong phần thí luyện cấm địa này cũng tương tự này. Thì cái hoạt động này các bạn nào mà chơi cái thể loại game kiểu survival ấy, sống sót thì cực kỳ là dễ hiểu rồi. Ở đây sẽ có những con quái, các bạn đi thu thập những cái quả này và thu thập đến điểm nộ khí nhất định thì chúng ta sẽ có được thêm những cái vũ khí, và lấy cùng một loại vũ khí giống nhau thì nó sẽ nâng level lên. Đó thì mình sẽ đi chơi cho các bạn thấy này. Hỏa cầu cho các bạn xem này. Đó, và khi mình tiêu diệt xong cái con boss cuối cùng là mình cũng sẽ nhận được thêm 50 quả đào nha các bạn ơi. Mỗi tội là nó chỉ nhận được có mỗi một lần thôi. Đấy, ngoài ra còn một cái mini game này nữa khá là hay này các bạn này. Rồi, ok, cứ tiêu diệt là mình sẽ nhận được thêm những cái phần thưởng thôi. Và đấy, chỉ có một số ải thôi. Và nhận được thêm quả đào nữa là 50 quả này. Cực kỳ là đơn giản luôn, chỉ có vài cái mini game vậy thôi. Cái mini game khó nhất đó chính là trong cái phần khám phá di tích này. Thì cái mini game này thì nó sẽ cực kỳ là khó khăn, do là mấy con bot đây nó khỏe vãi trưởng luôn các bạn ạ. Ví dụ như con này thì không sao, nhưng đến cái cây chổi này thì nó lại là một sự khác bọt. Đó, nó bắt đầu khỏe hơn rất nhiều nha các bạn. Thành ra là khi nào mà các bạn đủ khỏe thì vào đây khiêu chiến tiếp để có thể là kiếm thêm đào nha. Chứ thời điểm hiện tại thì chỉ chơi được một số những cái mini game như vậy thôi. Nhưng mà mình cũng có thể kiếm được thêm khá đào đấy các bạn. Nên là các bạn lưu ý để nhận thêm khoảng 300-400 quả đào ở trong cái phần tiên cư này nha. Và cuối cùng cũng là nơi mà chúng ta có thể kiếm đào bền vững nhất là ở trong phần khiêu chiến yêu vương. Thì ở đây chúng ta sẽ khiêu chiến yêu vương dựa theo cái lực chiến của chúng ta.
cũng như là những cái độ kiếp mà chúng ta đã đạt được. Thì khiêu chiến thưởng lần đầu tiên chúng ta còn có thể sở hữu được dẫn hồn chú nữa cơ. Rất là ngon và chúng ta hoàn toàn có thể càn quét miễn phí. Đấy. Và nếu như các bạn nâng cấp vào trong cái con tiên hữu đó chính là Lạc Anh ấy, thì nâng cấp level càng cao thì cái số đào mà chúng ta nhận được khi mà chúng ta càn quét cái khiêu chiến yêu vương. Ví dụ như mình đây thì em Lạc Anh của mình đang level 30 thì mỗi một lần mình càn quét sẽ được thêm khoảng 20 quả đào nữa, rất là ok. Thì đối với cái phần này các bạn cần lưu ý, nếu như tiên ngọc của các bạn nhiều thì các bạn có thể mua full 6 lần một ngày. Tuy nhiên các bạn cần để ý đến cái số lượng tiên ngọc để làm sao sang ngày tiếp theo các bạn còn có tiên ngọc mà mua. Chứ nếu như các bạn lại mua full 6 lần ở ngày hôm nay mà sang ngày hôm sau hết thì thành ra là các bạn lỗ, đúng không? Thì chẳng tha các bạn để dành gọi là mua 3 lần ngày hôm nay thôi, còn sang ngày mai mình lại mua 3 lần nữa thì ngày thứ tư mình vẫn còn tiên ngọc. Chứ còn mua full 6 lần ở trong này là sang ngày thứ hai là nhịn đấy. Thế chỗ này các bạn phải lựa thôi nhá, chứ mình thì mình không thể nào mà gọi là hướng dẫn chi tiết các bạn mua bao nhiêu lần được. Thế chúc các bạn kiếm được thật là nhiều đào nha. Còn bây giờ thì mình đi chặt cây tiếp đây. Nếu như các bạn thấy video hay thì nhớ cho mình xin một nút đăng ký kênh cũng như là ấn like video để ủng hộ mình nha. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Bye 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 bye.